Nam nhân Mậu Thìn, sinh năm 1988, cung ly, trực thâu, mệnh đại lâm mộc, khắc đại trạch thổ, con nhà thanh đế, xương con rồng, tướng con quạ, được Phật độ mạng. Nam nhân tuổi Mậu Thìn có thiên can mang chữ Mậu, có các sao Tham Lang, Thái Âm, Hữu Bật, Thiên Cơ và Tứ Hóa, là người có nhiều tham vọng và nên làm các việc thiên về ứng dụng thực hành hơn là môi trường thiên về lý thuyết, thuận lợi trong môi trường có nhiều nữ hơn nam. Nam nhân tuổi Mậu Thìn là người thông minh, lanh lợi, việc gì cũng làm được, dễ trở thành tự cao, nuôi nhiều tham vọng. Nam nhân tuổi Mậu Thìn có chí tiến thủ hăng say, ít khi bằng lòng với hiện tại. Số có phù trầm chiếu mạng, cuộc sống chịu nhiều thăng trầm, công danh sự nghiệp đổi thay, bạc tiền vào ra nhanh chóng. Nếu sanh thuận vào đông xuân, cuộc sống gặp nhiều may mắn, đường danh lộc thăng tiến dễ dàng, bền vững. Nghịch sanh hè thu, đa phần gặp trắc trở trên đường đời, sự nghiệp chậm thành, duyên tình lận đận. Tuy nhiên, dù thuận hay là nghịch mùa sinh, thì nam nhân tuổi Mậu Thìn cũng là người cao số. Giàu hay nghèo cũng phải lo lắng cực thân và đường tình duyên lắm mối, có người đeo mang đôi ba dòng con. Nếu biết kiềm chế ham muốn bản thân, dễ có cơ hội dương danh với đời, từ trung vận và bền vững sự nghiệp lúc tuổi cao. Tuổi già hưởng nhiều phúc lộc. Nam nhân tuổi Mậu Thìn có thể hưởng số tuổi thọ khoảng từ 60 đến 65. Hãy cố gắng sống tốt đời đẹp đạo, năng làm việc thiện để tích phúc đức cho con cháu, cho mình gia tăng thêm kỷ. Nếu ăn ở không tốt, ngược lại sẽ bị giảm kỷ. Đường tình duyên của nam mạng tuổi Mậu Thìn như sau. Hầu hết đàn ông tuổi Mậu Thìn đều sớm gặp được mối lương duyên của đời mình, hơn nữa còn rất viên mãn, hạnh phúc đến cuối đời. Nếu có vướng bận thì tất cả cũng bắt nguồn chính do Mậu Thìn đã suy nghĩ quá nhiều để xảy ra mâu thuẫn mà thôi. Tiền vận có số đào hoa, tính tình lại ong bướm, không hề nghiêm túc. Chính vì vậy, để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, nam giới tuổi Mậu Thìn cần cho người bạn đời của mình thấy được sự chung thủy và hạnh phúc. Nhân duyên của Mậu Thìn chủ yếu được chia làm các phần thời gian như sau. Người tuổi Mậu Thìn nam mạng nếu sinh vào tháng 5, tháng 7 và tháng 11 lịch âm thì tổng thể sẽ có 3 lần tình duyên thay đổi trong cuộc đời. May mắn hơn nếu như tuổi này mà sinh vào những tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 6, tháng 8 và tháng 12 âm lịch thì trong đời chỉ phải thay đổi tình duyên khoảng 2 lần mà thôi. Nếu may mắn sinh được vào những tháng âm lịch sau thì đường tình duyên của bạn sẽ thuyền xuôi một mái, không phải chịu cảnh thay đổi lần nào. Đó là những tháng 2, tháng 9 và tháng 10. Gia đạo và công danh của nam mạng tuổi Mậu Thìn. Những người đàn ông tuổi Mậu Thìn thường chỉ có được sự thành công tạm thời về công danh, chứ không được bền vững. Tuy nhiên, nếu không có sự thành công về công danh, thì những người đàn ông tuổi Mậu Thìn cũng sẽ có được chức danh nhất định trong xã hội. Về phần gia đạo thì phải từ năm 34 tuổi trở đi mới được tốt đẹp. Bắt đầu từ năm 39 tuổi trở đi thì được hoàn toàn yên ấm hạnh phúc. Con đường sự nghiệp tài lộc chỉ rõ nét vào khoảng thời gian từ năm 27 tuổi đến năm 34 tuổi. Vào năm 39 tuổi, những người đàn ông tuổi Mậu Thìn sẽ vì gia đạo mà có thêm một số phiền muộn, sau đó mới được hoàn toàn tốt đẹp. Nói chung, cuộc đời của những người đàn ông tuổi Mậu Thìn sẽ phát triển song hành cùng nhau. Mặc dù có một số phiền muộn về gia đạo, nhưng từ năm 39 tuổi trở đi là cuộc đời được phát triển và bền vững. Những tuổi hợp làm ăn với nam mạng tuổi Mậu Thìn. Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu là những tuổi cực hợp để kết hợp với tuổi nam mạng Mậu Thìn để làm ăn hay hợp tác trong công việc. Nếu như làm những việc lớn như giao thương buôn bán, hùn hợp mở công ty hay giao dịch tiền. Chọn lựa vợ chồng hợp tuổi với nam mạng tuổi Mậu Thìn. Trước hết, hãy xem tuổi vợ chồng trước khi bước tới hôn nhân chính thức,
với một nữ mạng nào đó. Bởi vì tuổi của nữ mạng mà mình chọn lựa để kết hôn rất quan trọng. Nếu muốn cho gia đình sau này được hạnh phúc, khấm khá về tiền bạc, thì bạn phải chọn lựa một nữ mạng có tuổi hợp về đường tình duyên, hợp cả về đường tiền tài, sự nghiệp để kết hôn. Bởi vì vậy cho nên, tuổi Mậu Thìn nam mạng nên chọn lựa những nữ mạng tuổi sau để kết hôn. Đó là Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Đinh Mão, Ất Sửu. Một gia đình vô cùng hạnh phúc cả về tiền bạc lẫn tình cảm đang đón chờ bạn nếu như bạn chọn lựa cho mình một trong những nữ mạng có tuổi kể trên để tiến tới hôn nhân.